Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì trong video này, Bang Bang Gaming sẽ cùng mọi người tìm hiểu một cái blockchain mà chuyên về GameFi và NFT, một trong những ông vua của gaming đúng không ạ? Cũng như mọi khi, trước khi đi vào nội dung chính của video thì mọi người hãy ủng hộ Bang Bang Gaming nhé, bằng một nút like này, một nút đăng ký và bật chuông thông báo lên để nhận những video sớm nhất từ team của mình. Trước đây khi tìm hiểu về mạng GameFi, game NFT trong thị trường crypto ấy thì mình cũng như anh em là cứ nghĩ là Binance Smart Chain sẽ là cái blockchain mà sở hữu nhiều game cũng như là lượng người chơi GameFi nhiều nhất, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Thực tế cho thấy WAC Blockchain mới là nền tảng sở hữu số lượng gamer, số lượng game thủ đông đảo nhất trên tất cả các blockchain luôn. Và trong video này thì mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về WAC Blockchain nhé. Ok, chúng ta cũng bắt đầu thôi. WAC Protocol là một giải pháp blockchain nền tảng phi tập trung Layer 1. Nó tương tự như là Ethereum, này, Solana hay là Near. Nhưng WAC sẽ tập trung vào việc chuyển và giao dịch các tài sản ảo, dịch vụ ảo trên toàn cầu. WAC Blockchain Mainnet từ tháng 6 2019 đến nay đã khoảng được 3 năm rồi đúng không ạ? Và hệ sinh thái của WAC cũng có rất là nhiều sự phát triển và sự thay đổi. Mục tiêu của họ là đáp ứng được nhu cầu của khách hàng là những người sử dụng nhiều nền tảng game. WAC là viết tắt của từ Worldwide Access Exchange, tức là giao dịch tài sản toàn cầu. Thì họ sẽ mong muốn sử dụng công nghệ blockchain của mình để tạo ra một cái marketplace peer-to-peer với quy mô toàn cầu. Vấn đề mà WAC đặt ra để giải quyết là gì? Ở đây thì đội ngũ WAC đã đưa ra các vấn đề liên quan tới ngành công nghiệp game hiện nay. Mỗi năm có khoảng hơn 400 triệu game thủ mua khoảng 50 tỷ đô la vật phẩm ảo trong game. Và việc trao đổi mua bán các vật phẩm này khiến các gamer luôn phải đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp tài sản ảo của họ, ví dụ như scam. Và vấn đề chính này đã khiến ngành công nghiệp game đang bị hạn chế ở con số khoảng 50 tỷ đô. Và do việc không có một thị trường chung nào đủ tin tưởng khi toàn bộ ngành công nghiệp game mà trao đổi vật phẩm game sẽ bị phân mảnh, nên họ đã quyết định tạo ra WAC Blockchain để chuyên về gaming và NFT. Anh em có thể nhìn thấy là WAC Blockchain hiện tại thì mỗi ngày có khoảng 500.000 người lượt truy cập và số transaction giao dịch mỗi ngày khoảng 23 triệu trên nền tảng của WAC Blockchain, và đã có khoảng hơn 13 triệu account được tạo trên tài khoản WAC này, cũng như là hơn 30.000 DApp ứng dụng đã được xây dựng trên hệ sinh thái của WAC. Đây là một con số rất là ấn tượng. Và đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy mục đích mà đội ngũ của họ phát triển build lên cái WAC Blockchain này. Họ sẽ build và cung cấp rất là nhiều sản phẩm khác nhau trên hệ sinh thái của họ, như exchange là sàn này, game này, về blockchain service, về marketplace, về deck. Ngoài ra còn có về wallet cloud nữa, có ví WAC, một cái ví riêng của họ, và có các NFT service. Hầu như là họ sẽ xây dựng những cái mảnh ghép xung quanh cái sinh thái của họ để đảm bảo họ tập trung vào cái mảnh chính của họ, mảnh ghép chính của họ, đó là gaming và NFT, việc trao đổi các cái tài sản số, tài sản ảo trên toàn cầu, quy mô toàn cầu. Có một điểm rất là hay và rất đặc biệt của cái hệ sinh thái WAC này, đó là họ sẽ sử dụng một cái cơ chế đồng thuận delegate, tức là ủy quyền proof of stake. Thì ở đây họ cũng nói là cái công nghệ của họ sẽ thân thiện với môi trường và rất là sạch, rất là clean. Ở đây họ cũng có trình bày này, đó là clean and carbon free này, more power, less energy, shopping, not shipping này, support reforestation. Thì một cách hiểu nôm na là cái blockchain của họ sẽ rất thân thiện với môi trường. Nó không như blockchain của Bitcoin là chúng ta sẽ sử dụng cơ chế đồng thuận là proof of work, là chúng ta sẽ cần phải sử dụng rất nhiều các siêu máy tính hay là các cái dùng rất là nhiều nguồn điện để chúng ta có thể đào thải Bitcoin. Thì ở đây họ sẽ sử dụng cơ chế đồng thuận mới và sẽ giúp là bảo vệ môi trường và rất là thân thiện môi trường, một điểm rất hay của hệ sinh thái WAC này. Ngoài ra thì họ cũng có xây dựng một cái ví gọi là ví Cloud WAC. Thì đây sẽ là khi mà chúng ta đã sử dụng các cái dịch vụ trên hệ sinh thái của WAC thì chúng ta bắt buộc phải có cái ví này. Và cái ví này nó cũng rất là đặc biệt, nó sẽ sử dụng, nó sẽ không có địa chỉ ví như kiểu là bên Ethereum hay là BSC, mà nó sẽ tương tự như ví ở bên Near ấy, là nó sẽ có tên ví ấy, và mình sẽ gửi này, ví dụ gửi các vật phẩm trong game hoặc là gửi các tài sản NFT thì chúng ta sẽ gửi copy tên ví đấy, chúng ta gửi thôi. Và nó rất là nhanh. Và một trong những cái ưu điểm lớn nhất mà mọi người sẽ chọn cái WAC Blockchain này để build cái sản phẩm game hoặc là NFT là đây nó sẽ, thứ nhất là nó thân thiện môi trường này, thứ hai là phí giao dịch của nó cực kỳ rất là rẻ và cái tốc độ giao dịch của nó rất là nhanh, nên là mọi người sẽ ưa chuộng sử dụng cái WAC Blockchain này. Về token của WAC thì chúng ta có thể thấy trên CoinGecko hiện tại thì rank của nó là khoảng xếp hạng thứ 164 này, giá là 0.09 đô. Và hiện tại thì họ cũng đang list trên rất là nhiều sàn lớn như của Binance này, Gate này, Huobi này, KuCoin này. Rất là nhiều sàn lớn đã list cái token WAC này và tổng cung của nó là khoảng 3.7 tỷ này. Và hiện tại mới
cung ra ngoài thị trường là khoảng hơn 2 tỷ. Và ở đây có một cái điểm đặc biệt là giá của token WAG này nó sẽ không bùng nổ như các cái token ở level 1 khác như là Solana hay là AVAX hay là Polygon, đúng không? Các token đó đợt mùa uptrend nó pump rất là mạnh, nhưng WAG này nó cũng có phát triển nhưng mà nó sẽ đồng đều hơn và nó không có sự tăng trưởng đột biến mạnh mẽ như các cái token layer 1 khác. Phần tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ mọi người một cách overview về cái trang DF Radar này. Họ sẽ thống kê số lượng người dùng ở các cái mảnh ghép trong cái thị trường crypto này. Đầu tiên là về user này, thì user đây là 30 ngày thì là chúng ta sẽ thấy cái mạng game là có số lượng user, số lượng game thủ, số lượng người dùng nhiều nhất là khoảng hơn 1 triệu người dùng trong vòng 30 ngày. Còn các mạng khác như DeFi này hoặc là gambling hoặc exchange thì nó sẽ thấp hơn. Tương tự như user trên các cái blockchain thì ở đây WAG đang là cái blockchain mà có số lượng game thủ nhiều nhất, số lượng user nhiều nhất, là đỉnh điểm của nó là khoảng 833.000 người, đúng không? Và BSC chỉ đứng thứ 2 thôi và Solana đứng thứ 3. Cái blockchain của HIP là đứng thứ 4, Matic là đứng thứ 5, mà sẽ tùy từng thời gian này. Đó, thì WAG luôn là cái dòng màu tím này luôn là rất đầu, số lượng người dùng game thủ cực kỳ là đông. Về số lượng giao dịch trang session thì có trang session ở các cái mạng thì game luôn là cái mạng mà có số lượng trang session nhiều nhất. Tới đây khoảng 23-24 triệu trang session trong vòng 30 ngày vừa rồi. Và xếp thứ hai là DeFi này, hoặc là exchange, hoặc là gambling. Ngoài ra thì có trang session ở trên mỗi hệ sinh thái, trên mỗi blockchain, thì WAG vẫn là cái blockchain mà có số lượng transaction, số lượng giao dịch nhiều nhất, cũng khoảng hơn 22 triệu, 23 triệu trong vòng 1 tháng vừa rồi. Ok, đây là những con số cực kỳ ấn tượng của một cái blockchain chuyên về NFT và gaming. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với các cái dự án game mà đã được build trên hệ sinh thái của WAG. Thì đây có rất là nhiều dự án game luôn, và sẽ có một dự án rất là nổi bật mà anh em đã từng nghe nói tới, đó là Ironwork này. Ngoài ra còn rất là nhiều dự án nữa như kiểu Planet Expansion này, Green Rabbit, và có một cái dự án mà hôm trước mình cũng chia sẻ mọi người trên WAG, đó là cái dự án Hogot ấy, cũng được xây dựng trên nền tảng blockchain của WAG. Ngoài ra thì WAG này là một cái nền tảng chuyên về gaming và NFT, thì họ sẽ có những cái marketplace để tập trung và giao dịch trên gần như là các cái ứng dụng, các cái app được build trên hệ sinh thái của WAG, thì gần như là các cái tài sản, các cái NFT sẽ được giao dịch trên cái marketplace này, đó là cái WAG.AtomicHub.io này. Và chúng ta sẽ vào phần market. Đây thì có rất nhiều các vật phẩm được list và được giao bán trên này. Thì đây chúng ta sẽ sử dụng, có một đặc điểm rất hay là chúng ta sẽ không thể sử dụng như kiểu các cái stablecoin như là USDT hay BUSD hay USDC để mua, mà chúng ta sẽ sử dụng chính cái token quản trị của họ là token WAG để trao đổi mua bán cái vật phẩm. Thì cái tiện ích của token này rất là nhiều. Ok, ví dụ Ironwork này, chúng ta kích vào này đó, hoặc là chúng ta tìm kiếm bất cứ một cái dự án nào mà build trên WAG, thì nếu mà có sản phẩm có NFT thì chúng ta sẽ có thể giao bán như này được. Đó, ví dụ các cái vật phẩm ở Ironwork này có giá trị cũng rất là rẻ thôi, 3 WAG này khoảng 0.28 đô này, 50 WAG này khoảng 4.69 đô này. Đó, thì cái phần này ở đây mình muốn nói là họ sẽ muốn là giao dịch tất cả các vật phẩm NFT, các cái tài sản ảo mà trên quy mô toàn cầu luôn, và trên hệ sinh thái của WAG thì họ sẽ tập trung vào những cái chợ. Ok, đó là cái một điểm rất là hay của WAG này. Ok, vậy là trong video này thì mình với mọi người đã cùng tìm hiểu một trong những blockchain chuyên về GameFi và NFT. Thì nếu mà anh em đã và đang chơi cái tựa game nào thì mọi người có thể comment trên hệ sinh thái của WAG nhé. Thì mình có thể là tìm hiểu chi tiết và sâu hơn nữa về các tựa game đã được build trên đây, và chúng ta có thể là skin in the game để có thể kiếm tiền được từ những cái GameFi, game NFT này. Ok, rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi đến giây phút này của video. Và nhớ ủng hộ Benjamin Gaming này bằng cách là like video này, và có thể like những video bạn yêu thích trên kênh của Benjamin Gaming nữa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.